Hello cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Ẩm thực Vợ Chồng TV nhá. Hôm nay mình sẽ đi đào khoai lang các bạn. Đào khoai, chia sẻ với mình đào khoai ở vườn nhà mình. Đây, chào các bạn quay vườn nhà mình này. Các bạn đây vườn nhà mình nhé các bạn nhá. Đây. Nhà mình các bạn. Thời tiết ở bên đây bắt đầu lạnh này. Đây, đây khoai rồi nhà mình này. Khoai không còn ngoài nữa và bây giờ mình sẽ đi đào khoai các bạn nhé. Này. Núm khoai này. Đấy, núm khoai lang các bạn này. Đây. Đi đào khoai nhá. Sương nó xuống xong rồi sáng là nó sẽ đọng ở trên cái lá này. Đấy, nó đã quắc lại nhé. Khoai ở đây sẽ không mọc được nữa. Đấy, cây rau cũng bắt đầu ngã hết rồi này các bạn. Đây chỉ còn rau cái bẹ thì sẽ sống các bạn nhá. Đây, này mình sẽ đi thu hoạch khoai. Các bạn khoai thu hoạch khoai của mình nhá. Không biết có thu hoạch được nhiều không? Thêm một cú con các bạn. Thêm một cú con. Có thu hoạch đây nữa các bạn. Đây này mình mới trồng mà trồng nên nó không được một to đâu. Khổ thế. Khoai thế này lỗ thế này. Thảo phòng. Khoai thế này chết. Cú to ngất ngây quá. Đấy anh em tí thôi. Đây anh em này. Úi, cú này mới gọi là cú anh em ạ. Đấy gọi là cú anh em nhá. Cú đấy gọi là cú nhá. Mới trồng mà không được cú to được. Em thế này là được rồi, được ăn rồi các bạn. Mới đầu trồng tưởng là không được ăn mệt đấy. Đỗ. Mình. Đây,
củ này ngon chưa anh em ơi, ngon không, trời chưa chất chưa anh em, đó. Củ ngon chưa. Đó, tiếp nhá, nghe rong tươi các bạn, rong tươi. Quá ăn rồi, quá ăn rồi. Ôi. Đây, đây. Cố này, vết đó. Chiến đấu phòng mình anh em này, đấy, chiến đấu phòng mình nhá, đấy, bây giờ mình sẽ là chốt vợ mình, bảo là không có to, chỉ có béo, có bé tí tí như thế này, nhá, các bạn đợi qua nhá. Ok các bạn ơi, mình đã rửa xong khoai các bạn này, đấy, rửa xong khoai này, bây giờ mình sẽ đi cầm khoai đi vào để cho vợ mình xem nhé. Xem những củ khoai nó to làm sao, nó vật vã làm sao các bạn nhé. Đây là củ khoai to vật vã luôn. Đấy, rất to các bạn. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ cho vợ mình xem khoai mình gỡ nhá. Nó to hay nào các bạn nhé. À, vợ ơi, làm gì ơi? Trời ơi, đây, làm gì? Hôm nay ngoài trời lạnh rồi. Nó to này. Hôm nay đi dỡ khoai này. Toàn khoai to này. Khoai to, khoai to quá. Khoai to chưa này. Khoai của gì ấy. Khoai này mà bố không đào thì khoai này mà chồng đào lên làm gì không biết nữa. Khoai to là luộc ăn thì được ngon. Trời ơi, khoai mùa đông nó chết hết dây rồi. Củ to quá các bạn ạ. Ở ngoài kia mùa đông nó chết dây rồi. Nó đang xì rồi. Khoai này luộc ăn mới ngon. Khoai đây. Khoai gì không biết thế này. Đây đây, đây vợ cầm miếng nước đây này. Cầm miếng nước ăn nhé. Cầm miếng nước ăn. Khoai trồng bằng củ đây các bạn ạ. Khoai trồng bằng mấm bằng củ bằng mầm các bạn ạ. Thế mà bạn đẻ ra củ quan. Thế mà nó ăn đẻ. Này ăn đi. Này ăn đi này. Cầm ra nước ăn đi. To quá các bạn ạ. Khoai to này. Rửa sạch rồi đấy cho hấp luôn. Giá mấy người rồi. Ăn một củ các bạn. Đã rồi. Trời ơi, khoai gì mà bự dữ vậy? Củ này mới bự này. Đây là cái rễ của nó. Đâu rồi. Đây là cái rễ của nó mà chồng mình cũng cầm làm gì không biết. Rễ là rễ cái, sang năm nó có củ ấy này. Sang năm mà để nó có củ to lùng luôn. To vật vã luôn. Đây là củ to như thế này. Trời ơi, khoai. Đi cầm đi được ăn, đi cầm được ăn đi.